Xin chào các em, nhằm giúp các em là có kiến thức chuẩn bị trong cái kỳ thi cao đẳng đại học sắp tới. Thầy sẽ trình bày một số nội dung nhằm giúp các em là ôn lại cái kiến thức cũ. Đồng thời thì trước khi mà theo dõi chương trình đó, thì các em nên lưu ý là chuẩn bị một cái sổ tay ghi chép để ghi lại những cái mà mình còn chưa nắm vững hoặc là chưa được học qua để các em làm tham khảo sách thêm. Bây giờ thầy xin vào cái nội dung thứ nhất của cái chương 1. Đó là chuyển đồng quay của vạch rắn quanh một trục quay cố định. Nội dung 1. Trong đó tóm tắt nội dung 1 như sau là các đại lượng của chuyển đồng quay cần lưu ý. Trong đó là tốc độ góc phi. Tốc độ góc omega bằng delta phi chia delta t. Delta phi là bằng phi 2 trừ phi 1 chia cho T2 trừ T1 hoặc là bậc đạo hàm của phi theo thời gian T. Ở đây chúng ta có thể là dùng là phi trừ phi 0 hoặc là T trừ T 0. Tiếp đến là gia tốc góc là ký hiệu là gamma bằng là delta omega chia delta T. Delta omega là bằng omega 2 trừ omega 1 chia cho delta t tức là t2 trừ t1. Chúng ta có thể là thay là omega 2 bằng là omega 1 là bằng omega 0. T2 là bằng t và t1 bằng t0. Tùy các em thích chọn cái cách trình bày như thế nào. Bằng là đạo hàm bậc nhất của omega theo t hoặc là đạo hàm hai lần của phi theo t. Thầy xin nhắc lại là omega là vận tốc góc và đạo hàm của omega, còn phi là góc quay, tọa độ góc đấy. Tiếp tục, nếu mà chuyển động của vạch rắn quanh một trục quay cố định, mà trong trường hợp này nếu mà quay đều á, ở đây quay đều thì chúng ta sẽ có gọi là gamma sẽ bằng là gamma omega trừ omega 0 chia cho t trừ t 0 bằng 0. Vì lúc này là chuyển động của vạch rắn quanh trục quay cố định là chuyển động là quay đều nên omega bằng omega 0 nên tỷ số này ta dễ dàng có được là bằng bằng 0. Còn omega là không đổi vì đây là quay đều. Và góc phi sẽ bằng là phi 0 cộng cho omega t. Ta qua chuyển động của vạch rắn quanh trục quay cố định là trong trường hợp mà biến đổi đều, không phải là đều nữa mà là biến đổi đều, thì lúc này á là gamma sẽ bằng không đổi, omega sẽ bằng là omega 0 cộng cho gamma nhân t. Ở đây phi là bằng phi 0 cộng omega 0 t cộng 1 phần 2 gamma t bình. Còn omega bình trừ omega 0 bình bằng 2 gamma thừa số là phi trừ phi 0. Các em quan sát một số chuyển đồng quay như sau. Ở đây là ví dụ như một cái bánh xe nè. Chúng ta sẽ quan sát nó quay nè. Đó, theo cái quay chiều này là chiều kim đồng hồ đấy. Và đây là hình ảnh được mô tả trên chuyển đồng quay, là ví dụ một cái điểm M đang quay trên trên cái vòng tròn của bánh xe đấy, với tâm O là tâm của vạch rắn đang quay và OX là cái trục mà chúng ta là cần chiếu cái điểm M này lên để ta xét. Bây giờ ta vào một cái ví dụ một cụ thể của chuyển động của vạch rắn quanh trục quay cố định như sau. Ví dụ 1, trái đất là một vạch rắn quay đều quanh trục Bắc Nam. Người ta cho biết bán kính trung bình của trái đất đó là 6.370 km. Và thời gian quay một vòng của trái đất như các em đã học địa lý đã biết đó, là 24 giờ. Đề này dùng cho các câu là từ câu 1 đến câu 3. Ví dụ 1 này đấy. Nên các em lưu ý là các em là nhớ là bán kính trung bình trái đất là 6.370 km
và thời gian quay một vòng quanh trái đất là 24 giờ. Bây giờ ta bước vào câu 1. Trước khi bước vào câu 1 thì ta xem lại cái hình ảnh trái đất nè. Đây là trục Bắc, Nam. Đây là trái đất. Để mục đích là ta hình dung được cái chuyển động của trái đất. Rồi có một điểm ở trên xích đạo như thế nào. Để ta nắm bắt được cái nguyên lý thì dễ làm bài tốt hơn. Câu 1. Tốc độ gốc của trái đất có giá trị nào? Đáp án A, 7,3 nhân 10 mũ trừ 3 radian trên giây. Đáp án B là 7,3 nhân 10 mũ trừ 4 radian trên giây. Và ở đây đáp án C là 7,3 nhân 10 mũ trừ 5 radian trên giây. Và đáp án D là 7,3 nhân 10 mũ trừ 2 radian trên giây. Ở đây xem lại cái hình ảnh. Bài giải như sau. Để cho thầy xin nhắc lại là bán kính của trái đất đó là 6.370 km và chu kỳ T của nó là 24 giờ, tức là nó quay một vòng, từ quay một vòng quanh trục của nó là hết 24 giờ. Yêu cầu của đề là tìm vận tốc gốc, tức là omega đấy. Và ta có chu kỳ T sẽ bằng 2 pi trên omega, thì suy ra omega là bằng 2 pi chia T. Ở đây ta 2 pi ta giữ lại, còn T ta thế vào là 24 giờ. Và ở đây các em lưu ý là trong đáp án là người ta cho là radian trên giây, nên thay đổi 24 giờ này ra giây, tức là 24 nhân cho 3.600 giây thì ra được 86.400 giây. Dễ dàng, ta bấm máy 2 pi chia cho 86.400 thì ta được là 7,3 nhân 10 mũ trừ 5 radian trên giây. Đúng không, đáp số. Và các em xem lại ta chọn đáp án nào đây. Tức là đáp án C, 7,3 nhân 10 mũ trừ 5 radian trên giây. Bây giờ các em tiếp tục sang câu 2. Trước khi sang câu 2 á thì thầy xin nhắc lại là các em phải lưu ý là trong cái câu 1 này đã là tính cái gì. Ở đây là ta tính là omega. Và omega của chúng ta là bây giờ 7,3 nhân 10 mũ trừ 5 radian trên giây. Và đáp án chúng ta chọn là đây là C đấy. Thì các em lưu ý cái này vì cái câu 1 và câu 2 có liên quan trong một ví dụ. Câu 2 như sau. Vận tốc dài của một điểm ở xích đạo có giá trị nào? Đáp án A là 4,63 m trên giây. Đáp án B 46,3 m trên giây. C 463 m trên giây. Đáp án D là 0,463 m trên giây. Ở đây vận tốc dài của một điểm ở xích đạo, các em lưu ý chỗ này. Xích đạo là cái mặt phẳng là cách ngang cái trái đất đó, theo như địa lý các em đã học. Thì cái một điểm ở trên xích đạo đó, lúc mà trái đất tự quay quanh trục của nó thì cái điểm đó đồng thời quay xung quanh trục của trái đất, thì xem như đó là cái chất điểm đó là chuyển động tròn đều. Ở đây ta xem như trái đất là chuyển động tròn đều quanh trục quay cố định của nó. Bài giải như sau. Trước khi mà làm tiếp tục á, thì ta phải là tóm tắt cái đề lại. Thì R là như cái câu 1 thì các em đã biết rồi đấy, thì R là bằng 6.370 km và omega là bằng 7,3 nhân 10 mũ trừ 5 radian trên giây. Cái câu này là đáp án này là mới chúng ta mới 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 tính xong. Tiếp tục, bây giờ để yêu cầu làm gì? Vận tốc dài của một điểm trên xích đạo. Các em lưu ý là người ta đang nói chuyển động quay của vật rắn của trái đất quanh trục quay của nó. Và đang nói đến trái đất không có nghĩa là phải nói đến là địa lý, mà đang nói đến môn lý đấy. Nên các em lưu ý là chúng ta đang giải những cái bài lý. Và V bằng cái gì? Ta có V là bằng omega nhân R. Mà omega là bằng gì? Là 7,3 nhân 10 mũ trừ 5 radian trên giây. Ở đây bán kính trái đất, nhắc lại là 6.370 km. Ở đây chúng ta đổi ra mét, vì trong cái bài là yêu cầu là tính ra mét trên giây, thì dễ dàng được ta có được kết quả là 463 mét trên giây. Đúng không, đáp án lại
quay lại bốn đáp án A, B, C, D thì dễ dàng ta chọn được là đáp án C. Vậy trong cái bài này lưu ý điều gì em? Vận tốc dài thì các em phải liên quan đến cái gì em? Của chuyển động của một vật quanh trục quay cố định chính là V bằng omega nhân R. Các em lưu ý điều này. Rồi bây giờ chúng ta qua câu 3. Câu 3 là yêu cầu làm gì? Gia tốc dài của một điểm ở xích đạo có giá trị nào? Đáp án A 0,034 m trên giây bình. Đáp án B là 0,34 m trên giây bình. Đáp án C là 3,4 m trên giây bình. Đáp án D là 34 m trên giây bình. Ở đây vì là gia tốc nên đơn vị của nó là mét trên giây bình đó các em. Và bài giải như sau, để cho nhắc lại thôi. Ở đây là bán kính R là 6.370 km và omega vận tốc gốc đấy là 7,3 nhân 10 mũ trừ 5 radian trên giây. Và V là chúng ta mới tính được là 465 mét trên giây. Vì yêu cầu bài là tính là gia tốc dài. Các em lưu ý đây là gia tốc dài. Ta có gia tốc dài là bằng V bình trên R. Thực chất cái này là chính là gia tốc pháp tuyến. Gia tốc pháp tuyến là bằng V bình trên R. Mà gia tốc dài là bao gồm gia tốc tiếp tuyến cộng cho gia tốc pháp tuyến. Mà nhưng như ở đây là do gì? Xem như trái đất là chuyển động đều quanh trục quay cố định của nó. Thì một điểm trên xích đạo xem như là chuyển động tròn đều. Nên cái gia tốc tiếp tuyến lúc đó là bằng 0. Và lúc này gia tốc mà dài của một điểm trên xích đạo chính là bằng gia tốc pháp tuyến là V bình chia R. Ở đây V bình ta lấy là 465 thế vào bình phương lên. Và bán kính là 6.370 km nhân cho 10 mũ 3 ta đổi ra mét. Thì dễ dàng bấm được thì ta có được cái kết quả là 0,034 m trên giây bình. Đây là kết quả là vậy. Chuyển động của một gia tốc dài của một điểm ở xích đạo của chuyển động trái đất đấy thì chính là bằng là gia tốc pháp tuyến của nó luôn. Vì ở đây gia tốc tiếp tuyến bằng 0. Vì dễ dàng được ta chọn đáp án A 0,034 m trên giây bình. Ở đây lưu ý khi xem một chuyển động của một điểm trên xích đạo của trái đất là xem như là chuyển động tròn đều nên cái A tiếp tuyến này là bằng 0. Và lúc này A pháp tuyến là bằng A toàn phận là bằng V bình trên R luôn. Các em lưu ý điều này nhé. Thì xem như cái nào mà chuyển động quanh trục quay cố định của nó mà đều á thì là lúc này là gia tốc dài sẽ bằng là gia tốc pháp tuyến luôn. Lúc này gia tốc tiếp tuyến là bằng 0. Các em lưu ý điều này. Bây giờ ta qua ví dụ 2. Cũng tiếp tục một vật rắn là quay đều quanh một trục cố định theo phương trình là phi á là bằng trừ 2 thừa số cho t trừ 1 đóng ngoặc cộng 3. Đơn vị một của phi này bây giờ là tính theo radian nè. Còn đơn vị của t này á, người ta tính theo giây. Và điều kiện ở đây là t phải lớn hơn bằng mùng 1 giây. Suy ra được các kết luận nào sau đây? Đó, người ta cho đáp án bốn cái đáp án. A. Vật rắn quay ngược chiều dương. Đúng hay sai? B. Vật rắn bắt đầu quay từ thời điểm t bằng 1 giây. Vậy đúng hay sai? Đáp án C. Ở thời điểm t bằng 2,5 giây á thì vật rắn dừng lại hay là đang chuyển động? Đáp án D. Ly đồ góc lúc đầu là phi 0 bằng 2 radian trên giây. Vậy cái điều này là đúng hay sai? Muốn biết đúng sai thì các em xin các em là quan sát cái bài giải của chúng ta như sau. Để cho ta nhờ tôi nhắc lại thôi, thầy nhắc lại thôi.
là phi bằng trừ 2 thừa số cho t trừ 1 đóng ngoặc cộng cho 3. Ở đây tôi chuyển 3 là lên trên và trừ 2 mở ngoặc t trừ 1. Ở đây là viết lại của cái phương trình này thôi, mà chúng ta viết lại như vậy á để có mục đích là dễ dàng tương ứng với cái phương trình mà tổng quát. Ở đây phương trình tổng quát của nó nè là phi bằng phi 0 cộng cho omega thừa số cho t trừ t 0. Thì các em thấy cái tương ứng, hai cái tương ứng này nè. Đây phi là bằng 3 trừ cho 2 thừa số cho t 1, mà ở đây là phi bằng phi 0 cộng cho omega thừa số cho t trừ t 0. Vậy đây là dễ dàng thấy được nè. Phi 0 tương ứng với 3 nè. Và omega tương ứng với trừ 2 nè. Và t 0 tương ứng với là 1. Thì tóm tắt lại, đây là phi 0 bằng 3 nè, radian. Omega là bằng trừ 2 radian trên giây. T 0 là bằng 1. Vậy dựa vào đây, dựa vào ba cái tương ứng này nè, từ cái phương trình tổng quát thì ta coi nhận định A, nhận định B, nhận định C, nhận định D đúng hay sai. Suy ra vật rắn quay ngược chiều dương, vì hồi nãy ta mới thấy là omega là gì em, bằng trừ 2 radian trên giây. Vậy omega âm thì vật rắn quay ngược chiều dương đúng. Vậy câu A đúng. Câu A đúng. Câu B, T0 bằng 1 giây là tròn góc thời gian bắt đầu quay. Thì ta thấy là cũng là tương ứng với cái nhận định của câu B. Nên ta thấy là đây là B là đúng. Thời điểm T, tức là của câu C đấy. T bằng là 2,5 giây. Thế vào ta có được cái phi sẽ bằng 0. Vật quay lại ngược một góc là 3 radian trên giây. Mà trong lúc C lại la là vật là đang đứng yên, mà trong lúc nó đang quay ngược lại. Thì về câu C là sai. C nhận định là đang đứng yên, mà ở đây ta giải ra nó đang quay ngược lại một góc là 3 radian trên giây, nên C là sai. Câu D, lý đồ góc lúc đầu là phi 0 bằng 3. Đó, theo tương ứng hồi nãy ta mới thấy đó. Mà trong lúc á là câu D là phi 0 là bằng 2 radian trên giây, radian. Nên câu D là câu nhận định sai. Như vậy bây giờ trước khi qua ví dụ tiếp theo thì các em lưu ý là các em là đã ghi chép được cái gì. Đó, chuẩn bị tập để mà ghi lại một cái số ghi chú mà mình cảm thấy là gì chưa học tới, còn bị thiếu hoặc là chưa hiểu kỹ thì nhằm là hỏi các bạn hoặc mua sách tham khảo, chúng ta là sẽ là củng cố nhằm mục đích là tốt hơn để kỳ thi tới là làm bài tốt hơn. Lưu ý là ta phải nhớ công thức này. Đó, các em có thể là ghi chú vào, hoặc nếu mình thuộc thì thôi. Phi bằng phi 0 cộng cho omega thừa số cho t trừ t 0. Ví dụ 3. Một vật rắn quay quanh một trục cố định theo phương trình phi bằng trừ 3 cộng 2t cộng cho t bình. Phi ở đây là tính theo radian và t tính theo đây là theo giây. Các em lưu ý điều đó. Hãy giải bài toán theo các dữ liệu đã cho ở câu 1 và câu 2. Câu 1, câu 2 như thế nào? Câu 1 là yêu cầu là xác định gia tốc gốc và tốc độ gốc ban đầu của chuyển động. Ở đây là câu 1 là yêu cầu tới 2 ý. Các em lưu ý điều này. Thứ nhất là gia tốc gốc nè. Và tốc độ gốc nè. Đó là một trong câu 1 là phải là chứa hai cái yêu cầu. Mà gia tốc gốc là ký hiệu chữ gì các em? Hồi nãy giờ các em có thuộc không? Có nhớ không? Các em liếc sơ qua lại đây, gia tốc gốc là gì? Gamma. Và tốc độ gốc ban đầu chính là omega. Các em tiếp tục. Ở đây người ta cho 4 đáp án. A là 1 radian trên giây bình. Và đáp án thứ B là 1 radian trên giây bình. Và vận tốc gốc của nó là trừ 3 radian trên giây. Đáp án C là 2 radian trên giây bình.
và vận tốc gốc omega đấy là bằng 2 radian trên giây. Đáp án D là giá tốc gốc là gamma là bằng 2 radian trên giây bình, còn omega là bằng 1 trên radian trên giây. Và bây giờ muốn chọn đáp án đúng thì chúng ta cần phải giải để cho phi là bằng trừ 3 cộng 2t cộng t bình. Ở đây thầy nhắc lại thôi, đơn vị phi này là tính theo radian, còn t là tính theo giây. Yêu cầu là tính gamma bằng bao nhiêu và omega zero bằng bao nhiêu. Ở đây ta có nè, là phi á, là bằng phi zero cộng cho omega zero t cộng 1 phần 2 gamma t bình. Các em lưu ý điều này, công thức này là hồi thầy giải những cái ví dụ trước á, mà ta còn thầy có nhắc đến rồi. Thì bây giờ thầy nhắc lại. Thì nhìn vào cái tương ứng này nè, thì các em thấy là gì? Đây trừ 3 nè, là tương ứng với gì em? Phi zero phải không? Còn đây là cộng 2 á, thì tương ứng với là omega zero. Còn đây cộng 1, tức đây xem đây số 1, tương ứng với 1 phần 2 gamma. Rồi bây giờ ta suy ra điều gì? Suy ra những cái điều mà bà đề yêu cầu là tìm gamma và omega thôi. Còn những cái đề mà không có yêu cầu thì thôi chúng ta bỏ qua. Từ phương tương ứng này ta suy được gamma là tương ứng là bằng 2 radian trên giây bình. Và omega zero là tương ứng là gì em? Là bằng 2. Đây. 2 radian trên giây. Vậy dễ dàng ta chọn được đáp án C. 2 radian trên giây bình và 2 radian trên giây. Vậy các em lưu ý, từ hồi nãy đến giờ chúng ta đã làm nhiều bài và nhắc đến cái công thức là phi bằng phi zero cộng omega zero t cộng 1 phần 2 gamma t bình. Cái công thức này các em thấy hình như nó giống giống ở đâu lớp 10, mà nhưng ở lớp 10 người ta ký hiệu khác. Vì cái phi này là tương ứng như cái tọa độ x. Cái phi zero á tương ứng với x zero. Omega zero là tương ứng với v zero. Và 1 phần 2 gamma này á, là xem như giống như 1 phần 2 A. Như các em đã học trong cái chuyển động của cái ở lớp 10. Chuyển động biến đổi đều đấy. Thì dựa vào một cái công thức cũ mà ta liên tưởng đến cái công thức mới để mục đích là ta dễ thuộc thôi. Dễ nhớ, nắm bắt, làm cho nhanh. Chứ nhiều khi ta ngồi suy nghĩ lâu là cũng là thời gian cũng trôi qua hết rồi. Bây giờ lưu ý đó, các em nắm vững những công thức này. Phi là bằng phi zero cộng omega zero t đấy cộng 1 phần 2 gamma t bình. Bây giờ ta qua câu 2 của cái ví dụ trên. Từ thời điểm t1 bằng 1 giây nè đến thời điểm t2 bằng 3 giây đấy thì vật quay được bao nhiêu vòng? Ở đây người ta cho là tính tròn với hai chữ số. Thì các em bấm ra thì các em lấy tròn hai chữ số. Đáp án A 0,19 vòng. Đáp án B là 1,9 vòng. C 19 vòng và D là 20 vòng. Bài giải như sau. Để cho cái này là đề đã cho rồi, ta nhắc lại. Phi bằng -3 cộng 2t cộng cho t bình. Đơn vị ở đây là radian trên radian giây. Radian là tương ứng với phi này, còn t là tương ứng với là giây. Yêu cầu là tính số vòng. Mà số vòng là ở đây thầy ký hiệu là n, n là bằng delta phi chia ta 2 pi. Chính là số vòng. Tại sao như vậy? Ở đây delta phi á là nếu mà các em tính bằng radian á thì các em chia cho 2 pi. Vì một vòng là 2 pi, tương ứng với theo radian là 2 pi. Còn nếu mà delta phi này mà các em tính theo độ thì dưới này là em chia cho 360 độ. Mà ở đây cái đề của chúng ta là cho là radian nè, phi tương ứng với là đơn vị radian. Nên ở đây ta phải lấy là chia cho 2 pi mà không chia cho 360 độ. Các em lưu ý điều này nhé. Ta có tại T1 bằng 1 giây, ta thế vào đâu? Thế vào cái đề cho ở đây phi bằng trừ 3 cộng 2t t bình này,
suy ra phi 1 bằng trừ 3 cộng 2 cộng 1. Và đây là kết quả là bằng 0, phi 1 bằng 0. Đơn vị là radian. Tại thời điểm T2 là bằng 3 giây thì ta thế vào cái phương trình hồi nãy đấy, là ta được phi 2 là bằng trừ 3 cộng 6 cộng 9 bằng 12 radian. Vậy bây giờ ta cần tìm là gì? Delta phi chia cho 2pi. Và delta phi là bằng phi sau trừ phi trước, tức là phi 2 trừ phi 1 ấy, chia cho 2pi. Và ở đây là phi 2 chính là bằng 12, phi 1 là bằng 0, chia cho 2pi. Vậy ta bằng 1,9 vòng. Các đáp án, bây giờ ta chọn đáp án nào đây? B, 1,9 vòng. Vậy bây giờ trước khi mà qua cái ví dụ khác á, thì thầy lưu ý nhắc lại cái công thức này nè. Đó, số vòng đó là bằng gì? Cái số mà góc mà quay được trong thời gian T chia cho 2pi nếu tính mà delta phi là bằng radian. Còn nếu mà chia cho 360 độ thì với điều kiện là delta phi này là độ. Các em chú ý nhé. Trước khi qua cái ví dụ khác thì thầy xin nhắc là các em là chúng ta phải là chú ý ghi chép những cái mà mình còn thiếu. Ghi nhanh thôi, chứ không phải là cần ghi hết bài, ghi một số cái mà cần mình cảm thấy là chưa nắm vững. Đó. Thì chúng ta là xem lại sau. Chứ nếu mà ta nhìn qua thì nhiều khi là mới đầu thì nhớ mà sau quên. Ví dụ 4. Một vạch rắn chuyển động quay biến đổi đều quanh một trục cố định. Do có ma sát nên phương trình vận tốc góc là omega là bằng trừ t chia 4 cộng cho 3. Đơn vị ở đây là radian trên giây, vì đây là vận tốc góc nên đơn vị đây là radian trên giây. Ví dụ 4 này ta dùng cho khảo sát từ câu 1 đến câu 2. Câu 1, người ta yêu cầu như sau: hãy xác định gia tốc gốc và tốc độ gốc ban đầu. Gia tốc gốc và tốc độ gốc ban đầu. Các em lưu ý điều này. Gia tốc gốc là ký hiệu chữ gì các em? Còn nhớ không? Hồi nãy giờ theo dõi mà còn nhớ không? Là chính là gamma, gia tốc gốc. Và tốc độ gốc chính là omega. Ở đây kết quả 4 đáp án người ta cho ra như sau. A nè là trừ 1/4, đơn vị là radian trên dây bình. Và tốc độ gốc á, là 3 radian trên dây. Còn đáp án B là trừ 1/2 radian trên dây bình. Và vận tốc gốc á, là 3 radian trên dây. Đáp án C là trừ 1 radian trên dây bình. Và vận tốc gốc á, là 3 radian trên dây. Đáp án D, 1/2 radian trên dây bình. Và vận tốc gốc là 4 radian trên dây. Các em theo dõi bài giải. Ở đây đề cho, nhắc lại, omega là bằng trừ 1/4 T, tức là T chia 4 đó, cộng cho 3, đơn vị radian trên dây. Ở đây thầy chuyển số 3 lên trước 3 trừ cho 1/4 T. Mục đích làm gì? Để nó tương ứng với cái phương trình tổng quát mà chúng ta đã học, để dễ dàng ta xác nhận được các cái đơn vị cái số khác đó. Các em lưu ý điều đó, đó. Mà muốn như vậy ta phải thuộc công thức, nên ta mới dễ dàng chuyển thành chuyển những cái này mà tương ứng được. Chứ nếu ta không thuộc được cái phương trình mà tổng quát đó thì làm sao ta biết nó chuyển cái này. Rồi yêu cầu tìm gamma và tìm omega zero. Ta có biểu thức sau: omega bằng omega 0 cộng gamma t tương ứng. Ở đây ta dễ dàng tương ứng thấy nè. Omega 0 là tương ứng với là 3 nè. À. Còn là trừ 1/4 á, là tương ứng với là gamma. Nên từ công thức trên ta dễ dàng suy ra theo tương ứng.
Omega 0 là bằng 3 radian trên giây và gamma 9 là bằng trừ 1 phần 4 radian trên giây bình. Vậy từ vào cái kết quả tìm được này ta chọn đáp án nào đây các em? A. À, đáp án A là trừ 1 phần 4 radian trên giây bình và 3 radian trên giây. Đáp án A. Lưu ý là ta trước khi làm bài thì ta phải thuộc công thức này. Omega bằng omega 0 cộng cho gamma t. Để mục đích là xài tương ứng đó. Chúng ta phải cần là nắm được công thức. Ở đây câu 2 của ví dụ này. Bây giờ người ta kêu là tính góc quay của vạch trong thời gian là 4 giây đầu tiên kể từ lúc bắt đầu quay. Từ lúc bắt đầu quay thì ta xem như là t bằng 0 đi. Thì sau 4 giây chính là đây nè, là 4 giây. Là delta t bằng 4 giây. Xét chuyển động. Bây giờ A đáp án A nè là 5 radian trên giây. Đó, nên người ta nói là cái góc quay mà trong 4 giây đầu tiên đó là 5 radian hoặc 10 radian hoặc 20 radian hoặc 15 radian. Vậy muốn chọn kết quả chính xác thì trước tiên là ta phải quay lại cái công thức. Để cho ở đây á omega 0 nè là bằng radian trên giây nè. Và gamma là bằng trừ 1 phần 4 radian trên giây bình. Ở đây là theo công thức tương ứng hồi nãy ta đã giải cái ở câu 1 đấy. Yêu cầu tìm là phi bằng bao nhiêu? Tìm phi tức là góc quay trong thời gian là 4 giây. Để dễ dàng làm bài này thì ta chọn là phi 0 bằng 0. Thế vào cái phương trình tổng quát phi bằng phi 0 cộng omega 0 t cộng cho 1 phần 2 gamma t bình. Ở đây suy ra, ta thế vào đây, phi 0 vào đây. Và các giá trị t trong bài là bao nhiêu em? 4 giây. Phi bằng 3t trừ 1 phần 8 t bình. Ở đây là mới là tính thế tương ứng là omega 0 là bằng 3. Và gamma trừ 1 phần 4 nhân cho 1 phần 2 tức là bằng trừ 1 phần 8. Còn ở đây phi 0 ta chọn bằng 0 để bài toán nó đơn giản hóa đi. Dễ làm ha. Khi t bằng 4 giây thì suy ra điều gì? Thế vào đây, thế vào phương trình thì ta có được phi là bằng 4 nhân 3 nè và trừ đi 1 phần 8 nhân cho là 16. 16 này là t bình đấy, 4 nhân bình phương lên là 16 đúng không? Thì ta giải được cái này là được 10 radian trên giây, 10 radian, xin lỗi các em. Rồi 4 đáp án A, B, C, D chọn. Dễ dàng chọn được B sau khi có kết quả. Bây giờ lưu ý, trước khi giải bài này á, thì ta phải thuộc cái công thức này. Phi bằng phi 0 cộng omega 0 t cộng 1 phần 2 gamma t bình. Và chọn phi 0 bằng 0. Mục đích của cái việc này là để gì em? Để bài toán nó đơn giản đi. Thì chúng ta là dễ dàng là giải nhanh hơn, gọn hơn. Cho bây giờ ta qua ví dụ 5. Mà trước khi qua ví dụ 5 á, thì hồi nãy giờ là thầy giải một số ví dụ rồi đó. Các em cảm thấy là có nhanh không? Nếu có nhanh thì thầy sẽ là dạy chậm lại để các em dễ nắm bắt hơn, dễ ghi chú hơn, để các em có hứng thú trong cái việc học tập. Ví dụ 5, một máy quay đĩa. Đó, như máy quay đĩa thì các em cũng biết rồi đấy. Quay nhanh dần đều từ trạng thái nằm yên, lúc đầu chưa bỏ đĩa vô nằm yên, và đạt tốc độ gốc là 33 vòng 1/3 trong 1 phút. Có nghĩa là nó quay được 33 vòng với thêm 1/3 vòng nữa mà trong 1 phút đó. Cũng chính là tốc độ gốc luôn. Sau 3 giây, xét một điểm ở mép của đĩa nhạc nè. Có được, và đĩa nhạc này có đường kính là 30 cm.
dùng từ câu 1 cho câu 4 cho cái ví dụ này. Câu 1 yêu cầu tìm thành phần tiếp tuyến AT của vector gia tốc của điểm đang xét có giá trị nào? Vậy điểm đang xét này nằm ở đâu em? Nằm ở mép đĩa. Và cái đĩa này có bán kính là gì em? R bằng 30 cm. Bốn đáp án sau: A là bằng 0,17 m trên dây bình, và đáp B á, là 1,7 m trên dây bình, C là 3,5 m trên dây bình, và D là 0,35 m trên dây bình. Bây giờ tao tìm AT. Về AT á, lâu nay các em đã nắm được chưa? Đó, thầy hỏi bằng em. Có thể là các em lật cái sổ tay công thức gì đó. Bây giờ AT, bây giờ nhắc lại đề cho nè, lỗ omega 0 bằng 0. Omega ở đây tôi đổi cái vận tốc gốc, cái vận tốc gốc lúc đầu nè, đổi nó ra đơn vị là radian trên giây. Hồi nãy người ta cho là 33 vòng 1/3 trên phút đó. Bây giờ tôi đổi nó ra radian trên giây để có dễ dàng, các em dễ dàng tính được. 33 1/3 vòng, tức là thành các em là quy đồng lên là 1/100, 100 chia 3, 100 chia 3 và vòng trong 1 phút. Và ở đây á, là tôi nhân cho 2 pi và chia cho 60, 1 phút là 60 giây. Một vòng á, là 2 radian 2 pi. Bây giờ tôi nhân vào đây tôi đổi ra là được, chia ra là được 3,5 radian trên giây. Rồi bây giờ tôi xét là từ cái T0 bằng 0 nè đến T bằng 3 giây nè. Và cái đường kính của cái đĩa này là 30 cm, thì suy ra dễ dàng là bán kính của nó là 15 cm. D chia 2, 15 cm mà đổi ra mét tức là 0,15 m. Và bây giờ yêu cầu của bài là tìm A tiếp tuyến này. Mà A tiếp tuyến là bằng gì em? Các em hồi nãy giờ các em có nhớ lại chưa? Bây giờ A tiếp tuyến là chính là bằng bán kính nhân cho gia tốc gốc của cái một điểm ở trên đĩa khi đĩa quay bằng bao nhiêu. Rồi bây giờ ta đi R là ta có được rồi nè, R là bằng D chia 2 bằng 0,15 m. Còn gamma là bằng bao nhiêu? Ta có gamma bằng omega trừ omega 0 hoặc omega 2 trừ omega 1 chia cho T trừ T 0 hoặc T2 trừ T 1. Các em chọn cái cách trình bày nào cũng được. Rồi ở đây omega là 3,5 như thầy đã đổi rồi. Và cái lúc đầu đứng yên á, thì omega 0 bằng 0. Và lúc đầu tôi sẽ lấy góc thời gian mà lúc mà đầu chưa mà chuyển động á, là T 0 bằng 0. Thì sau 3 giây là đây là T bằng 3. Thì dễ dàng tính cái tỷ số này ta được là 1,16 radian trên dây bình. Suy ra ta thế cái gamma và R vào cái A tiếp tuyến này. A tiếp tuyến này là ta sẽ được đây là 0,15, tức là 0,15 m đó, nhân cho gamma tức là 1,16, tức là bằng 0,17 m trên dây bình. Các em hiểu là gì? Đó nên các em cần phải nắm bắt công thức là A tiếp tuyến của chuyển động của một vật quay quanh trục quay cố định, quay quanh vật trục quay cố định thì chính là A tiếp tuyến này. Nhớ nghe. AR bằng gamma, mà gamma bằng gì? Bằng omega trừ omega 0 chia cho T trừ T 0. Các em lưu ý điều này. Nên cái omega lúc đầu rất là quan trọng, các em phải đổi ra radian trên giây. Đó, lưu ý điều này. Nếu các em không đổi ra thì nó khó khăn trong việc tính kết quả dưới này. Bây giờ chúng ta là chọn đáp án nào đây? A, B, C, D. Dễ dàng chọn được đáp án A. Các em thân mến, bài học vừa rồi đã kết thúc cái nội dung hôm nay. Thì mong rằng là các em sẽ nắm bắt tốt. Hẹn gặp các em trong chương trình sau. Thế này, chào các em.